Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, nhiều người thường tự hỏi rằng tại sao tôi chăm chỉ cố gắng như vậy nhưng vẫn nghèo, hoàn nghèo, cơm lo từng bữa và thầm than trách ông trời bất công. Điều này có thể là do bạn chưa được thần may mắn và thần tài để ý tới mà thôi. Tuy nhiên thì đừng vì thế mà nản lòng, từ bỏ ý chí phấn đấu của mình, vì có thể quả ngọt sẽ đến với bạn từ thời trung vận trở đi, tuổi càng già càng an nhàn, sung túc đầy đủ. Dưới đây là ba con giáp càng già càng giàu, cứ thêm tuổi sẽ thêm tiền. Bạn có phải là một trong số đó? 1. Tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi và có khả năng độc lập trong cuộc sống. Tuy có bản lĩnh nhưng tuổi Tý là người sống biết trước sau, không cậy mình có tài mà lên mặt, nên luôn được cấp trên trọng dụng, bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Cũng nhờ đức tính này mà tuổi Tý thường xuyên được quý nhân phù trợ, thần tài nuông chiều mà ban cho vô số phước lành. Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Tý có thể đã có sự nghiệp vững vàng, hoàn toàn tự làm chủ được cuộc sống của mình. Tuy không quá giàu có dư giả, nhưng do biết cách tiết kiệm chi tiêu và đầu tư hợp lý, nên càng về hậu vận, tuổi Tý sẽ tích góp được một khoản kha khá, tiền đẻ thêm tiền, càng già thì càng giàu có. 2. Tuổi Dần. Nếu kể ba con giáp càng già càng giàu thì tuyệt nhiên không thể không nhắc đến tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì vốn rất mạnh mẽ, lạc quan, có hoài bão lớn và dám nghĩ dám làm. Không chỉ vậy, họ còn rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được rất nhiều người yêu quý. Họ cũng thuộc hình mẫu lãnh đạo nhờ tính cách cương nghị, ngoan cường, không bao giờ cúi đầu trước khó khăn và việc gì chưa hoàn thành thì họ nhất quyết không ngơi tay. Tuy nhiên, những người tuổi Dần đôi khi lại quá là tự tin về bản thân, kiêu ngạo, thường cho ý kiến của mình là đúng nên khó mà phối hợp với người khác. Chính vì điều này đã cản bước thành công của tuổi Dần khi mà còn trẻ, cho mãi tới sau trung niên, số phận của bản mệnh mới đi lên, tài vận bùng phát và đạt được tài phúc trên mọi phương diện. 3. Tuổi Hợi. Ngay từ khi mới lọt lòng, những người tuổi Hợi đã có phúc khí đầy mình. Trời sinh tuổi Hợi đa số đều thông minh, tốt bụng, hiền lành, khoan dung độ lượng nên thường được giữ mối quan hệ hoàn hảo với người khác. Nên vận may không sớm thì muộn sẽ gõ cửa nhà tuổi Hợi. Khi bước vào độ tuổi trung niên, cụ thể là sau 35 tuổi, thì cuộc sống của những người tuổi Hợi dường như là bước sang một trang mới với những điều tốt đẹp hơn. Nếu gặp phải khó khăn thì họ cũng được quý nhân phù trợ, gặp nguy hóa lành, sự nghiệp cũng nhờ vậy mà lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào. Do đó mà nửa đời sau của tuổi Hợi thường được hưởng phúc lộc, sống an nhàn, hạnh phúc. Trên đây là ba con giáp càng già càng giàu, thêm tuổi là thêm tiền. Tuy nhiên thì bạn nên nhớ rằng khổ tận cam lai, mọi điều tốt đẹp chỉ đến với những người thật sự cố gắng nỗ lực mà thôi. Bên cạnh ba con giáp càng già càng giàu thì sau Tết Đoàn Ngọ có 5 con giáp thì cực kỳ may mắn. Đó là những con giáp nào? Dưới đây là 5 con giáp phát tài nửa cuối năm 2020. Bạn có nằm trong danh sách đó hay không? Mời các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nội dung. 5 con giáp được thần tài trao cơ hội làm giàu hiếm có, đón cơm mưa tiền vào nửa cuối năm 2020. Số mệnh thì luôn biến đổi không ngừng, có thể hôm nay bạn vẫn là một kẻ khố rách áo ôm, cơm lo từng bữa, nhưng với một chút may mắn, ngày mai bạn đã có nhà lầu, xe hơi, tài khoản trên 100 tỷ. Đầu năm thì bạn có thể gặp phải vận xui liên tục, nhưng vào thời điểm bắt đầu từ sau Tết Đoan Ngọ, vận may sẽ liên tục gõ cửa nhà bạn. Dưới đây là 5 con giáp phát tài nửa cuối năm 2020. Tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý thì bản chất thông minh, tài giỏi, nhanh nhẹn và có khả năng độc lập trong cuộc sống. Trong năm Canh Tý 2020, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt là trong nửa cuối năm sau Tết Đoan Ngọ. Nhờ vậy mà tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu và biết cách nắm bắt. Chắc chắn tài khoản của bản mệnh sẽ tăng số. Dự kiến vào thời điểm cuối năm thì những người tuổi Tý không mua được nhà cũng tích góp được một khoản tiền kha khá, ăn chơi thoải mái tới tận năm sau. Tuổi Mão. Năm 2020 cũng là một năm phát tài với những người tuổi Mão, đặc biệt là người làm ăn kinh doanh. Ngay từ sau Tết Đoan Ngọ, con đường sự nghiệp của tuổi Mão luôn được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế nhảy vào túi của bản mệnh. Những người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương, thêm thưởng hay là thậm chí thăng chức. Trong khi đó, những người làm ăn kinh doanh sẽ thu về nhiều hợp đồng hơn. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đi đến đâu hốt tiền đến đó.
Tuy nhiên thì tuổi Mão cũng nên biết dừng đúng lúc, không nên tham quá kẻo vấp phải sai lầm trong kinh doanh. Tuổi Thìn. So với năm ngoái, tài vận của người tuổi Thìn trong năm 2020 thì có khởi sắc hơn nhiều, đặc biệt là vào thời điểm sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Thìn sẽ phất lên trông thấy. Công việc luôn thuận buồm xuôi gió, thậm chí là được thăng quan tiến chức nhờ có quý nhân giúp đỡ. Nhờ vậy mà vấn đề tài chính của tuổi Thìn cũng được cải thiện, tiền tài liên tục rót vào túi. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng có bước tiến mới, mọi hiểu lầm xích mích trước đó đều được hóa giải. Tuổi Thân. Tuổi Thân là một trong năm con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ, bởi lẽ họ có được thần may mắn và thần tài chiếu cố cùng một lúc trong thời điểm này. Tuy con đường sự nghiệp của tuổi Thân khó mà thành khỏi những chông gai, trở ngại, nhưng tất cả chỉ đang thử thách tính kiên trì nhẫn nại của bạn. Nếu vượt qua được, cuộc đời của tuổi Thân sẽ bước sang một trang mới với những cơ hội rộng mở, tiền tài an tiêu không cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên thì cơ hội đổi đời của tuổi Thân chỉ đến với những ai thật sự cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình mà thôi. Tuổi Hợi. Đầu năm 2020, tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn rắc rối khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi kiệt sức. Tuy nhiên thì các nhà chiêm tinh học cho hay thời điểm sau Tết Đoan Ngọ là lúc họa phúc đan xen với tuổi này, nên khoảng thời gian nửa cuối năm sẽ là lúc tuổi Hợi đón nhận quả ngọt. Cụ thể, nhờ có quý nhân phù trợ, những người xung quanh giúp đỡ nên công việc tuổi Hợi vẫn diễn ra suôn sẻ, tài chính ổn định, chứ không tới nỗi hao hụt như những tháng trước. Đặc biệt càng về cuối năm, vận may càng tới gõ cửa dồn dập nhà tuổi Hợi. Công việc có nhiều bước tiến mới, nhờ vậy mà tài chính được cải thiện. Không chỉ vậy, những người tuổi Hợi độc thân còn có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Chính vì những lý do đó mà tuổi Hợi được xếp vào danh sách 5 con giáp phát tài nửa cuối năm 2020, mặc dù đây là năm tuổi của họ. Quý vị thân mến, trong nửa cuối năm 2020, 3 con giáp này sẽ có sự chuyển mình rực rỡ cả về phương diện sự nghiệp lẫn tiền bạc. Đó là con giáp nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi. 3 con giáp đổi vận bất ngờ, tài lộc bùng nổ nửa cuối năm 2020. Tuổi Tý. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong. Những người tuổi Tý thường có lãnh đạo quản lý rất tốt, đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tuổi Tý thì rất nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp. Theo các nhà tử vi học thì cuối năm 2020 này, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Thần tài ở bên giúp những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. Năng nhặt chặt bị, tuổi Tý đừng quên câu nói này nhé. Về sự nghiệp thì nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý những cơ hội. Những quả ngọt tuổi Tý gặt hái được cuối năm không chỉ dựa trên sự may mắn mà nỗ lực rất nhiều của bản thân. Nếu ỷ lại vào sự giúp sức của người khác mà bản thân không chịu cố gắng, nhất định sẽ không thể có kết quả tốt đẹp. Tuổi Sửu. Trong 12 con giáp thì Châu là con vật ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất và tinh thần. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Họ có tính tự lập cao, không thích dựa dẫm ỷ lại người khác. Thành công đạt được đều dựa vào sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực mà có. Càng khó khăn, những chú trâu sẽ càng phải trở nên mạnh mẽ quyết đoán. Tuổi Sửu tốt bụng và chân thành, song đôi khi vì cố chấp có chút ngang ngạnh mà tự khiến cho vận trình của mình trở nên khó khăn hơn. Họ cứ lầm lũi làm theo ý của mình mà không muốn phiền đến ai. Theo tử vi năm Canh Tý 2020 thì tuổi Sửu phạm tam tai, song điều này không làm khó được con giáp vốn nổi tiếng chăm chỉ chịu khó. Bước qua Tết Đoan Ngọ, con giáp này sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận những bước tiến lớn. Cụ thể là bản mệnh sẽ gặp may mắn cả về tiền bạc và công danh sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng trong khoảng thời gian cuối năm 2020. Cơ hội sẽ đến và nhiều những chú trâu cần là nắm bắt và tận dụng triệt để. Kiếm tiền sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì tử vi cũng có lời khuyên với người tuổi Sửu là hãy cởi mở hơn và đừng ngần ngại sử dụng những mối quan hệ tốt đẹp của mình. Những lời đóng góp của mọi người cũng chính là một điều tốt đẹp để tham khảo, giúp bản thân hoàn thiện, hãy biết lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc. Tuổi Ngọ.
Tuổi Ngọ thì thích hợp với những thay đổi trong cuộc sống, họ không thích bó buộc, nhàm chán mà luôn hào hứng với những thử thách mới. Đó là lý do vì sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Đầu năm 2020, vận trình của tuổi Ngọ khá là ảm đạm do phạm thái tuế. Bước qua Tết Đoan Ngọ chưa có sự đột phá nhiều, nhưng dù sao vẫn là có nhiều tín hiệu đáng mừng. 6 tháng cuối năm là lúc mà vận trình của mệnh thêm nhiều thăng hoa. Theo tử vi thì tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân đem tới những cơ hội tốt. Bản thân vốn thông minh, nhanh nhẹn, nay nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên thành công càng rực rỡ. Nên nhớ rằng trong nguy có cơ. Người biết tận dụng cơ hội mới là người thành công lớn. Đứng trước khó khăn thì đừng bao giờ nản lòng mà hãy suy nghĩ nhiều chiều hơn để có thể tìm được hướng phát triển cho mình. Cuối năm 2020 sẽ là khoảng thời gian có nhiều lợi thế với con giáp này. Vậy, trong thời gian 10 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ, con giáp nào gặp may mắn được lộc trời ban? Mời quý vị hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo. 10 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ, năm con giáp này được thần tài chỉ lối, tài lộc kéo đến ầm ầm, giàu có nhất trong 12 con giáp. Tuổi Tý. Vận may trong công việc của những người tuổi Tý thì tăng lên, áp lực công việc giảm xuống và hiệu quả công việc thì cao. Tình hình tài chính giảm dần, Tý thì chi tiêu ít mạnh tay khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn về vấn đề kinh tế. Về tình cảm thì người đã kết hôn thì cảm thấy cuộc sống hôn nhân là gánh nặng. Về tình hình sức khỏe của tuổi Tý thì ổn định, tuy nhiên thì bạn nên cẩn thận khi mà tập thể dục để tránh chấn thương. Tuổi Sửu. Công việc của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi, năng lực của bạn cấp trên công nhận đánh giá cao, tình hình tài chính của tuổi Sửu ổn định, không cần phải lo lắng về việc chi tiêu. Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi diễn ra tốt đẹp, cả hai đang chìm trong mật mọt của tình yêu. Tình hình sức khỏe của tuổi Sửu không có gì đáng lo ngại. Tuổi Dần. Công việc của tuổi Dần thì vô cùng hanh thông, năng lực của bạn đều được đồng nghiệp cũng như cấp trên công nhận. Về tài chính thì Dần có thể kiếm được một khoản kha khá từ công việc về nghề tay trái. Về tình cảm thì có vẻ như là Dần khá bướng bỉnh trong mọi việc, khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Tình hình sức khỏe suy giảm, hãy chú ý tới việc kiểm soát cảm xúc của mình nhé. Tuổi Mão. Vận may trong công việc suy giảm vì Mão áp dụng sai phương pháp làm việc, tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, thu nhập không được cải thiện, trong khi bạn có nhiều khoản đầu tư chi tiêu. Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi có thể đứng bên bờ vực đổ vỡ. Về sức khỏe thì Mão có quá nhiều gánh nặng tinh thần nên sức khỏe tổng quát không được tốt. Tuổi Thìn. Trong công việc Thìn có thể gặp phải một vài rắc rối nhưng may mắn bạn đều có thể xử lý kịp thời. Tình hình tài chính suy giảm, có thể bị dính họa mất tiền nên hãy cẩn thận khi mà đi ra ngoài. Chuyện tình cảm kém sắc có dấu hiệu của kẻ thứ ba chen chân vào. Sức khỏe của Thìn suy giảm, dễ bị bệnh tật. Tuổi Tỵ. Công việc của tuổi Tỵ diễn ra chẳng hề dễ dàng, bạn bị cấp trên giám sát rất nghiêm ngặt. Tình hình tài chính eo hẹp nên Tỵ hãy cắt giảm việc chi tiêu. Về tình cảm, những người độc thân khao khát được yêu nhưng dường như bạn đang bị thần tình yêu bỏ quên thì phải. Về sức khỏe thì tuổi Tỵ có thể là bị rụng tóc nhiều hơn khi mà bạn không nên thức khuya. Tuổi Ngọ. Công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối thuận lợi, áp lực công việc của bạn giảm xuống, khả năng làm việc được cải thiện, tình hình tài chính khởi sắc. Ngọ có nhiều cơ hội để kiếm tiền trong hôm nay. Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi mặn nồng hạnh phúc, trong khi những người độc thân vẫn đang cố gắng tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. Sức khỏe tuổi Ngọ được cải thiện, hệ miễn dịch tăng lên. Tuổi Mùi. Mùi phải đối mặt với áp lực công việc khiến cho bạn mệt mỏi, cảm xúc bất ổn, tình hình tài chính ở mức độ trung bình. Tuổi Mùi không được cải thiện. Còn về tình cảm thì các cặp đôi đang yêu nhau nên bao dung, dành nhiều thời gian cho nhau hơn để thấu hiểu đối phương. Về sức khỏe, tuổi Mùi nên chăm chỉ tập luyện để cải thiện sức khỏe của mình. Tuy nhiên thì hãy khởi động thật kỹ trước khi bắt đầu để tránh chấn thương. Tuổi Thân. Công việc của tuổi Thân diễn ra không được tốt lắm, gặp phải nhiều sự cạnh tranh cao khiến bạn phải cẩn trọng, vận trình tài chính giảm dần. Về tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, nếu không giữ được bình tĩnh, mối quan hệ này có thể chấm dứt. Tình hình sức khỏe của tuổi Thân không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên thì nên nhớ rằng đã uống rượu thì không lái xe. Tuổi Dậu. Vận may trong công việc của tuổi Dậu tăng lên, có nhiều cơ hội đi công tác, trau dồi thêm vốn kiến thức của mình. Về tài chính, thu nhập của Dậu đang tăng lên, chuyện tình cảm suy giảm, các cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vì thế mà những chuyện còn con, sức khỏe của tuổi Dậu tốt, không có gì đáng lo ngại. Tuổi Tuất.
Vận may trong công việc của tuổi Tuất suy giảm, bạn chớ nên xung đột trực diện với cấp trên, tài chính thu nhập thì ngày càng tăng lên nhờ những công việc ngoài luồng. Tuất gặp rắc rối trong chuyện tình cảm và cần phải tới sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Sức khỏe được cải thiện, những người mắc bệnh có dấu hiệu phục hồi. Về tuổi Hợi, Hợi thì mất tập trung trong công việc nên dễ bị vụt mất nhiều cơ hội tốt. Về tài chính, nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy nắm bắt ngay từ hôm nay. Vận trình tình cảm suy giảm, quá thụ động khiến cho đối phương chán nản. Về sức khỏe thì điều quan trọng là Hợi hãy chú ý vệ sinh cá nhân và rửa tay thường xuyên. Đến đây thì chắc hẳn quý vị đã biết được mình có thuộc top những con giáp được thần tài chỉ lối giàu có nhất năm 2020 phải không nào? Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Để chương trình ngày một hoàn thiện, chúng tôi rất cần những đóng góp của quý vị và các bạn bằng cách comment những ý kiến của mình vào phần dưới ô bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.